Nhìn kìa. Bịt miệng nó lại. Ai đấy? Đạo trưởng đấy à? Thằng cháu ta khờ răng à? Tại trái vắng lên. Xin bệ hạ tha mạng. Thái tử đâu rồi? Không thấy thái tử đâu à? Mau truyền lệnh bắt thái tử cho ta. Vâng. Nhanh lên. Nhanh lên. Chia quân làm hai ngả, lùng bắt thái tử cho ta. Sư phụ, có người đến kia. Sư phụ nhìn xem. Sư phụ, thái tử đến rồi. Sư phụ, thái tử, Hoàng Nhi, phụ vương, phụ vương.
Hoàng Nhi, Phụ Vương, để ta ra khuyên Thái Tử. Thái Tử, đây không phải là chỗ cha con gặp nhau. Thái Tử hãy về cung ngay, tránh để lộ tin tức thì nguy. Phụ Vương, hai cha con sắp được đoàn tụ rồi, đừng làm lỡ việc lớn. Thái Tử mau trở về cung bảo vệ mẫu hậu. Phụ Vương, thôi con đi đi. Về đi. Con về đi. Ái Phi, giờ nàng đã biết hết lai lịch của ta. Nhưng nếu thuận theo ta, thì qua một vài năm nữa, ta sẽ thật sự làm chồng không tiếc gì ân ái. Tên yêu quái kia, người đã giết chồng ta. Ta chỉ muốn... Thế thì ngươi cũng đừng hòng được sống. Bệ hạ, bệ hạ, có nhà sư nước Đại Đường đến cầu kiến. Hắn đến rất đúng lúc. Hãy trừ khử con tiện nhân này đi. Tuân chỉ. Hòa thượng kia từ đâu đến mà sao không cúi đầu kính lễ? Này tên yêu quái kia, người hãy xem đây là ai. Hãy bảo vệ sư phụ. Bát Sới, đệ không sao chứ? Xui, mau đánh hắn đi. Thank you.
Ngộ Không, Ngộ Không, hắn là yêu quái, 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 trừ khử hắn đi. Ngộ Không, trừ khử hắn đi. Đại sư huynh xem kìa, làm thế nào bây giờ? Sao lại có hai sư phụ? Không biết ai là thật, ai là giả nữa. Ngộ Không, hắn ta là yêu quái, mau trừ khử hắn đi. Ngộ Không, mau trừ khử hắn đi, hắn là yêu quái đấy. Các sư đệ, phải làm thế nào bây giờ? Sư huynh, đệ có cách này, nhưng huynh phải chịu đau đầu một chút. Mau nói đi. Sư huynh hãy bảo sư phụ niệm chú vòng kim cô. Kẻ nào không biết niệm thì chính là sư phụ dởm. Được. Sư phụ, hãy niệm chú đi. Bồ Tát, ngài đi đâu vậy? Ta đến giúp ngươi trừ yêu quái. Xin đa tạ, xin đa tạ. Còn sư tử ở đâu ra mà dám tác oai tác quái ở đây vậy? Để tôi giết nó. Đừng đánh, đừng đánh. Nó là phương tiện đi lại của ta. Hóa ra nó là phương tiện đi lại của Bồ Tát. Nể mặt ta, người hãy tha cho nó đi. Được, nể mặt văn thù Bồ Tát, ta sẽ tha cho nó. Nếu không... Được, được. Lại đây nào, lại đây. Bồ Tát, từ nay hãy quản lý nó cho chặt đấy. Mẫu hậu, mẫu hậu xem ai đây này. Tử Đồng, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, mau mời các cao tăng đại đường tới đây để gia đình ta bái tạ ơn cứu mạng. Bẩm bệ hạ, bệ hạ, Đường tăng cùng chư vị đồ đệ đã lên đường đi xa rồi.